Xin chào các bạn, chào các bạn đã đến với kênh YouTube của cô giáo Triệu View. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn khung cảnh thật là tuyệt vời của Đà Lạt đó. Các bạn biết sao không? Đây là lần thứ 2 nha, tôi tới Đà Lạt nha. Cách đây hả là cái thời gian mà gần đây nhất mà tôi tới Đà Lạt là cách đây là 14 năm đó nha. Lúc đó là tôi bị trai dụ đám cưới xong trai dụ dẫn lên đây nè, cũng từng căng mật á. Xong rồi là từ bấy đến giờ là không có cho đi lần nào nữa trơn trọi á. Lần này là tôi đi lần thứ 2. Đây em giới thiệu chị mấy ngày coi chị biết nè. Thôi tôi không có mượn. Thiệt. Không mượn chú. Nè. Em hiểu lắm. Bây giờ chị muốn biết nè. Ê sao nó mờ dữ vậy trời? Nó mờ quá ta. Các bạn ơi, cảnh nó đẹp gì mà nó đẹp nè, các bạn coi nè, cây cối nè. Nè. Dạ, thấy không? Ơi. Thấy không? Chưa mà. Đó, coi nè, các bạn coi cái vườn nè. Sao mờ vậy? Khá mở quá, hình như tại trời lạnh hay gì. Lâu đi. Lâu đi. Rồi các bạn có thấy khung cảnh chưa nè. Đó, đây là cái nhà hàng mà có quá trời cái cây hồng luôn. Nè, cái cây hồng này, cái cây bự cho bá cao này nè. Đó, các bạn có thấy mấy cái trái. Trái hồng hồng không? Hồng nhỏ nhỏ không? Nè, trái cái hồng á. Nha. Đó. Cái này là cái ổi rừng. Cái này là cái ổi rừng nè các bạn. Cái cô chủ nhà hàng hái mấy cái trái này nè, đi ngâm rượu quá trời luôn á. Còn cái này nè, cái này mới đẹp nè. Cái nào? Đây nè. Nè tôi cho các bạn coi. Dễ gì từ từ coi, tôi đang quay cho khán giả coi nè, đó cái trái ổi rừng nè các bạn. Thấy không? Nè, mấy bẻ cho ăn nè. Bẻ cho ăn. Nè, con chỉ ổi nè. Channel bở bẻ ổi cho ăn nè. Dạ. Giỏi kìa. Giỏi kìa. Chua hả? Giỏi không? Nó chua nhưng mà nó chỉ bệnh thôi nha. Ổi này là ổi ăn xong chua. Rồi thôi. Thùng mà không. Ừ. Đây mà ăn được rồi. Ừ, nó hơi ngọt ngọt. Mà nó cũng chua chua. Ừ. Nhưng mà ngon bộ. Ăn thì đỡ khát nước á. Rồi. À, tôi cho các bạn coi tiếp nha, cái vườn cây nè, vườn cây của chủ nhà nè. Hoa ở đây á, cái hoa nào nó cũng đẹp, nó cũng tinh tế. Đó, mấy cái hoa này là hoa gì ta? Hoa gì ta? Hoa hải đường hả? Có phải hải đường không các bạn? Có nhiều lắm. Tôi cũng biết hoa gì nữa. Thấy không? Đó. Đẹp chưa? Một cái hoa màu trắng này, hoa màu tím nữa. Đó. Ý các bạn có thấy cây thuộc bài không? Đó, hồi nhỏ mình cứ nghĩ là hả, trời ơi, kẹp vô trong sách vở cái là hả, học bài khỏi cần học nhiều, tự động thuộc mới ghê. Nó xong luôn dữ lắm. Bây giờ cho mấy bạn coi. Nè, cái hoa này giống như cái lồng đèn á. Hoa như cái lồng đèn thấy không? Rồi có hoa chiếu thủy nè. Cái bạch tuyết mai nữa. Rồi cái vườn này quá trời trái hồng luôn. Lát nữa tôi sẽ làm một cái clip tôi đi hái nha, hái hồng nha. Nghe. Lát nữa tôi làm một cái clip tôi đi hái hồng nha, chịu không? Trời đất ơi. Đẹp lắm, hồi sáng sao sáng sớm tới hả? Sương mù dày đặc ở dưới kia. Sương mù dày đặc ở dưới kia kìa. Ở đỉnh núi đó đó, nè, cái hồng nè. Sương mù dày đặc ở dưới kia chỗ cái núi đó đó. Mà giờ hết rồi. Trời Đà Lạt ngủ à, chiều cái mưa, 2-3 giờ cái mưa. Trời ơi, bóng gì đẹp thế nè. Này như sao nhái. Này gì đây. Trời ơi, cái bông này đẹp quá. Nè, bạn thấy không? Đây đẹp ha. À, cây này cũng cây hồng luôn nè, trái quá trời nè. Không biết làm sao để hái được nữa. Ý, có cây bưởi nữa. Đó, thấy trái bưởi không? Thấy không? Cái nhà này cây thì trước có nhiều trái cây ghê luôn. Hoa quá trời hoa. Mẹ. Đúng nè, hồng đúng nè. Lâm mót. U chà. Mẹ. Lâm được một quả hồng rồi các bạn ơi. Lâm mót. Không có bị bể gì hết, không bị dập. Wow. Mình đem vô mình ăn luôn. Ngon bột. Trời sao nghe cái mùi vani thơm giống người ta làm bánh quá ta. Mẹ. Cái hoa này là gì đây? Đẹp ha. Trời ơi. Đẹp quá. Hoa hồng ở đây cũng nhiều loại lắm. Hồng leo, rồi hồng tiểu muội,
Chữ mũi có màu đỏ, màu trắng nữa nha. Rồi, đi 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 nè. Nhiều cây cối đẹp nè. Đi qua đây, hồi sáng tôi có thấy một cái cây hay lắm, để tôi cho các bạn coi. Nó nhìn giống như trái cà vậy đó. Nhưng mà hả, ăn vô thì cái vị của nó là cái hương vị nha. Ủa quay đây đâu? Đang quay hả? Ủa nhưng mà đổ câu lên trên hết trơn rồi. Chết rồi, để tôi vô coi mò chứ. Có rồi. Đó. Nói hết rồi đó. Chưa rớt rượu. Vô coi mò. Tôi đi ngang chút nha. Của gì đi ngang chút. Tôi đi ngang chút. Đâu có biết là quay đâu trời. Trời ơi. Quay mà không đợi tôi luôn. Thật chứ. Đây đây đây. Em yêu, em không kêu anh vậy. Kêu anh nãy giờ anh đi đâu? Anh đi quay clip ở dưới sao vườn lụm được chứ. Vậy người lớn mới thích. Đó. Gặp thôi, dạ, 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 gặp mời gì con kẻ sẽ cố gắng phát huy. Nhưng mà nãy chưa tao có bạn đi vô cùng con á. Chờ ăn lẩu mời. Con mời ba đi vô. Mập quá hả? Đầu đầu ngày xưa nó vậy giờ nó sống sáo. Sáng giờ nó ăn hơn đâu bụng. Đại phải không? Không, phút này thôi. Em bình rót rượu mời bà kia mới thấy gì bà mới nói hồi xưa bây giờ sống sáo được. Rồi, phút này rồi chơi. Nhưng mà anh nãy anh nói cô kia sớm quá kệ luôn ha. Rồi đi, đừng quên tâm trang. Đi ha. Có nhà mình ăn đi là xong ha. Rồi ok. Rồi chuẩn bị. Máy chạy. Ủa là trên mà, đâu có ai đâu. Đi cái con điện đó là bắt đầu bấm cái đó là nó cây đó cậu đó nói rồi. Bây giờ nói lại cũng được, sao đâu. Thôi mình ăn tiếp đi. Thôi mình lại nói lại từ trên luôn. Chẳng mang bạn. Thôi mình ăn tiếp đi, mình ăn đi mẹ. Chẳng mang bạn. Kêu quản cắt máy, kêu quản cắt máy. Nói rồi thì nói từ đó đi. Đúng rồi. Đó, nói đó. Nè nè, con á, con ăn nhiều vô. Tôi tập trung làm việc.